bữa nay đi du lịch ở Vĩnh Hy ra tàu đó, rồi ra đây mình mặc áo bi mà chưa thấy anh em nào nằm trong cái khai thác bi nha. Đó đó, này ốc ác gì hết chưa. Mình là núi đó. À đó, khu resort sọ. Còn bà con mình đang nuôi hải sản ở dưới mấy cái lồng bè nè anh em. Nói chung là ở đây là bao sạch nha, bao sạch rất đẹp. Đó anh em đi du lịch ở Vĩnh Hy thì Vĩnh Hy thì phải ra tham quan lồng bè ngắm san hô dạng hải sản nha. Đó. Đó, cái này là anh chủ tàu nha, còn anh kia là chỉ lái tàu thôi nha. Đó. Đó. Nè, bơi ra đây nè mấy đứa ơi. Bơi ra đây nè. Bậy. Ui, vô trong đó đi. Vô liền. Gì tự nhiên chưa xuống sông rồi. Em chưa tắm nữa mà hết giờ hả? Chứ em sạn được cái bộ là hết giờ rồi. Ai biết hồi con em không tắm còn không mà phải tìm em đâu. Biết đâu đồng hồ Việt Nam không? Đồng hồ Việt Nam. Ờ gì không? Ở đây mà sau khi ngắm san hô xong bây giờ là tắm biển nha, mấy đứa nhỏ nó bơi tuốt xong rồi kìa. Cái nón cho anh. Rồi cái như vậy. Ngồi xuống đây. Xuống liền, nhảy xuống luôn. Ơi có chỗ leo xuống không? Bài xuống. Hả? Bài xuống. Chơi mà. Thôi nó chìm sao? Dân chơi mà sợ mưa ra cái gì? Nhảy lên. Bà chìm. Bà chìm. Nhảy lên. Nhảy luôn. Trời đất ơi. Nhảy xuống con, nhảy xuống. Nhảy xuống. Nhảy xuống đi. Nhảy xa xa ra. Rồi nhảy xuống đi không? Làm gì vậy? Làm như con nhỏ lắm mày. Alo.
Nằm xuống cái chỗ coi nhà san hô đó ngủ. Giờ đầu mình đang di chuyển vô cái khu làng bè để ăn khưa nha anh em. Vô cái khu làng bè để đầu mình ăn cơm trưa nha. Giờ gia đình đang lên bè nha, nên là bà lên là chỗ bà con nuôi cá để anh em mình ăn trưa nha. Tranh thủ đi gia đình mình ơi, tranh thủ lên đi. Con lấy cái ba lô của ba lên luôn nha con. Đi ra coi còn gì lấy luôn nha ơi. Con gái, con gái cỡ bao trả ta con. Đây là cá nha anh em. Ui, tôm, tôm me đi ba. Tôm me, hâu, lại. Cái này tôm hùm nha. Rồi, căng ngay, căng ngay. Thôi căng cái, ba lỗ nữa căng cái. Tôm hùm nha anh em. Đó. Cái chín anh. Rồi ok. Tôm này làm gì anh? Làm tôm ơi, tôm này làm gì? Bậy nữa. Bỏ thức ăn lỡ xuống để chết rồi kìa. Bỏ thức ăn lỡ chết rồi kìa. Cái này làm gì? Tôm này làm gì ăn ngon? Hấp là gì nữa? Cái con tỏi. Chỉ tỏi. Vậy con hấp, con chế tỏi, con nó không ngay. Thế thôi, để thằng chết. Hai cái đầu tôm nấu cháo được không? Vậy lấy cho hai cái đầu tôm nấu cháo đi. Thôi nấu nấu luôn ba đầu tôm đi. Ba đầu tôm cháu còn gì mà còn muốn nướng gì nướng. Nè 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 còn đất mẹ càng này. Cải đi. Bắt người em làm cho được bắt cá lên nó đỏ coi. Bắt cá chưa? Bắt cá chưa? Bắt cá đây nè, em bắt mày. Đang bắt hả? Dạ. Bắt cá đi. Ủa? Này cá gì? Nhỏ không chị em lấy con lên lấy con lớn con nghĩa ấy mấy lạng cho mấy đúng không lấy con em con nhỏ đó đi mẹ
đâu cá mú là con nào hả? Chết hả? Ồ chết thì sao? Dân cá mú rồi, dân cá mú rồi. Bắt cái nó. Ê. Đại Thảo lấy con đi cho chị. Bày đã cho tài xế ngủ đi con. Rồi bắt cho anh con cá mú đi. Với con cá mú đi. À, bây giờ là con cá mú mình phi lơi hịt. Còn cái đầu cái đuôi mình nấu ngót mình ăn bún. Đó. Thì đó. Còn không muốn ăn cơm thì có cơm luôn mà. Muốn ăn cơm không? Vậy. Trời nghĩ sao ra đây đọc cơm chiên. Đó này là ông anh mình đang vớt cá mú lên nha anh em. Rồi mấy đứa nhỏ ăn nhiêu sọt hết thì kêu đi nha không. Rồi đứa nào kêu thì tự đứa đó tính tiền nha. Rồi chứ sao mấy đứa nhỏ đó tự tính. Ê. Ngồi đi. Ngồi đàn ăn vô chưa? Đây không có tắm nữa hả Từng? Đó, muốn tắm xuống tắm. Trời ơi, sao tắm? Mày không lấy áo phao lại hết. Vậy tắm ăn gì? Ai biết. Đâu có, qua bên đi về tắm này. Nhưng mà giờ không có áo phao, mới đọc cái nãy quên mượn áo phao. Né ra, né ra. Bữa giờ bá luôn. Này là cá mú nha. Cá mú kìa. Nó há hổng kìa. Nó gà đi. Qua đây anh qua đây chụp lại. Rồi, ok. Hai ký ba anh. Nhiều. Hai ký ba. Hai ký ba hả? Dạ. Bỏ lên cho anh diễn không? Cũng hỏi lại thì con này là 2 kg 3 nha. 2. Nhiêu? 2 kg 3. Rồi, bây giờ như nè. Mình phi lê một dĩa, còn như là nấu ngót ăn bún nha. Nấu lẩu. Thì đó, nấu lẩu chua ăn bún á. Rồi 2 kg 3 đi. Cái gì vậy? Anh Liễu anh phi lê miếng này. Phi lê cho bự đạt. Cái lắm. Cái gì vậy? Ăn con cá thì nướng em bé rỉ ra. Đó. Muốn phi lê nha anh em. Cá mú phi lê chấm bồ tạt nước cốt chanh. Anh mới đi. Đúng là chứ cổng ấy ngay. Dở lên. Nước lạnh. Đó cái này là cá mú nấu lẩu hay ăn bún nha. Đó. Ừ, gì đó. Cái này múc ra nãy đó. Ủa. Sao xong kia nó qua cho ăn lẩu mà nó ngủ nè. Vậy không tối giờ khách sạn tính tối giờ khách sạn tính cút vô à, mời gia đình ăn cơm nha. Cuốn tắm chưa sao đấy mèo nó làm mất rồi. Giờ mình thử những phần trước nữa kìa. Kìa không có anh hả? Con đừng đẩy cho rung nha. Nè mực hấp của mình còn mực nuôi ớt của mấy đứa. Có đã. Bây giờ nào. Tiếp tục á. Mình cũng thèm cái món cá mú lâu lắm rồi. Bữa nay đi Vĩnh Hy nè. Bây giờ là mình kêu một con ở đây nó bán là 550 một ký. Nấu chưa Tư? Nấu hai món.
Sợ ngấy mẹ. Phi lê với nấu lẩu ăn ăn bún. Kệ nó đi. Đó. Nó lì lắm. Không nghe. Đó. Bây giờ mình thử nè. Nhưng mà mình chấm bùi tạt chứ mình ăn cái chảy nước mắt á. Quá ngon. Tụi tạng đâu? Hả? Tụi đi mẹ này chanh. Đúng rồi, đúng không? Không biết à. Tụi tạng nha anh em ơi. Hồng quá, có anh này Hồng ơi. Công công, cái lon của em với lon của anh Khánh đặt này cho anh đi. Vô. Cái miếng rau. Rồi. Ở nhà một bịch nhà mập lấy làm gì một bịch. Ai? Vợ em nè. Ủa nhỏ em lấy này làm gì? Ai biết. Em thấy từ lấy làm trước anh lấy. Từ lấy làm gì? Anh làm công chuyện. Bữa nào mà anh lên tính. Em ngon. Con quay điều hết đi, con quay điều quay hết. Cái nhất kìa. Em ngồi đó em đâu có ăn cái món đó được, anh chủ em. Rồi được rồi. Chút xíu tôm hùm ra cái mình làm tiếp nữa. Nãy mình kêu tôm hùm đều tên cái con bự lắm mà sao vô màn xong còn nó xíu ta. Ơi. À. Tối ăn cơm hả? Đó tôm kìa. Tưởng ở đâu? Đây tưởng vô ngoài đây. Rồi. Ăn gì nó hoài gấp. Đây đưa đây. Tụi nó ăn gì? Cơm hay là bờ tôm? Cái này là cái bao tử cá hú nha. Không, cái mực của mình này là mực hấp, còn mực này là mực nướng. Vậy hả? Ừ. Là nướng hai dĩa hả? Bạn nướng tới ba con lại mà hấp con à. Sao có hai dĩa hả? Thì chửi cho mấy đứa nhỏ ăn đi, Nè, vô. Cụng cái, vô nè, vô. Hai người. Chứ giờ sao mà quay, năng liên anh mất quay phim luôn rồi. Vô. Cháu kìa. Này cháo tôm hùm nha. Ngon cơm. Đó, này là cháo tôm hùm nha anh em ơi, cháo tôm hùm nha. Ha, qua ngồi với mẹ con cũng được, ngồi với mẹ con. Đó, hồi nãy không nói không đủ, giờ ngon rồi đó, giờ hơn rồi đó. Tông, ghế em ngồi cái anh nè. Hai nồi cháo tôm hùm nha anh em. Cơm bên kia còn dĩa ấy kìa. Cơm đây nè. Có cơm à? Cơm đâu? Giờ với con vào trong mấy đứa ăn đi. Còn với mực rồi. Mình ăn cái gì? Giờ cho mấy đứa ăn cơm đi. Đưa cơm vào cho. Cháu nữa quá. Cháu ơi. Nè, ngon không? Có ăn cơm nữa không? Cảm nhận sao? Lên YouTube nha, Đó, nhỏ em mình đang múc tôm hùm trong nồi cháo ra nha. Đó.
dứt cảm nhận cái tô mày ăn, mày cảm nhận nó rồi đó. Mời đại gia đình làm sao coi, mời đại gia đình rất là ngon mà chia đại gia đình ơi, cho một like và một đăng ký nha, không chia sẻ mạnh lên đó. Vô. Đây là cơm chiên tỏi nha. Đó, chào. Rồi. Hồi sáng là đi chiếc tàu biết là 0045. À, bây giờ mình về là mình đi chiếc cano này chạy xe có luôn nha. Xe có luôn đó. Đó nè. Cái anh lấy tàu anh vui nè. Đó. Gì tốn? Ngồi đây ơi. Ba ngồi đây hả? Dạ. Cái này chạy nhanh tới chỗ à. Cái đó này ai mua tốn? Hả? Ai mua? Ba trắng. Mấy ngàn? 3 ngàn. Ủa cái nó có mua có 3 ngàn hả? 3 ngàn. 3 ngàn là trời. 3 ngàn. 5 ngàn. 5 ngàn. 3 ngàn. Biệt Vĩnh Thi nha. Lên bờ về, mình về thành phố. Bây giờ mình về thành phố Bình Dương hả? Thành phố Phan Rang Tháp Chàm. À giờ đó mình đang chào đúng không? Đúng rồi. Giờ đoàn đang dừng chân tham quan cái vườn nho. Đây là vườn làng nho Thái An, tham quan miễn phí à. Đó, này là tham quan miễn phí nha anh em. Anh em có mua nho, mua mặt nho gì ủng hộ bà chủ. Đúng rồi, chính xác, ủng hộ. Đó, này là mặt nho nha. Này vườn nho, cái vườn ở trên mới có trái nha. Đó. Đó. Nè anh em coi nè. Đó. Nè trái bự luôn. Nè bà chủ nè. Đó. Đó, vườn nho mà ba được bao nhiêu năm rồi bà chị? 7 năm. À đó, vườn nho được 7 năm nha. Anh em đó. Ra ruộng bằng nho. Anh em có đi Phan Rang thì ghé ủng hộ nha. Nói chung là tham quan miễn phí, mua nho mua mặt nho mới tính tiền thôi. Trái mơ trái ngon nè, lành nè đó. Trái chín với ngọt. Đó. Đó ngọt anh. Hai có tính tiền mà. Thì con mua đi, hai tính tiền có gì đâu. Cái gì không? Ý là cô còn có biết Thái này, cô Thái giúp cho. Gì mà ăn cọc? Để á. Cái người ở miền Tây đang không biết cái. Mình bán ăn cây kem cho nên mình ăn nhỏ chua. Dạ đúng rồi. Bán ăn cây kem. Ăn kem á. Không táo không có. Còn đây nho mà. Táo này em nè, táo khô này em nè. Cái này táo dẻo không được. Nói chung bà chủ rất nhiệt tình nhân đại gia đình. Có đi nghe thì ghé tham quan ủng hộ. Ủng hộ nho với mặt nho. Đó. Vườn nho mình cũng 7 8 năm rồi nha đại gia đình. Đó. À được em. Đó. Nè, đây. Đây nè, để chị lấy đi cho. Đó, đây anh em coi nè, nho nè. Đây chị bỏ chút đá uống lạnh lạnh ngon. Mặt đó. Nho. Mặt nho đúng không? Mùi đá nè. À, mình uống lạnh ấy vậy để ngon lắm. Nghe xì. Nghe xì luôn vậy. Rất là ngon. Đó.
Nói chung là quá tuyệt vời. Thêm ngon. Uống rượu cái này nha, nó tiêu khó nha em nha. Nó tiêu khó, mình đau bụng đồ á, mình uống nó ợ nó tiêu. Còn cái này uống thì chỗ anh Tư kìa. Rồi. Ngon quá vậy ba ơi. Rượu này nó 60 nha. Ngon không? Còn si rô này nó 70. Rượu ngon lắm hả? Rượu. Hơi xỉn sao? Nó uống hết luôn kìa. Đây được bà chủ đãi cái này là mật nho. Mật nho hả chủ? Mật nho. Đó. Mật nho rượu nho. Mật nho rượu nho, nhưng mà mình làm cái mật nho trước nha. Đó. Số 1. Tuyệt vời. À lấy đồng biển nữa thử nó nè. Quá tuyệt vời. Đồng biển nữa nè. Quên tiền lại cáo luôn. Đồng biển, đồng biển. Bị níu rồi anh Tư ơi. Nóng luôn rồi. Cái gì vậy? Mới nãy giới thiệu còn được. Số 1 là còn được. Tốn. Nè tôi uống nè. Nhớ, nhớ, nhớ. Không. Nè. Ê, tôi cái này về ngâm cũng nho được á. Vậy. Được anh. Ờ, anh là khoảng 10 ký nho là anh bỏ 4 ký rượu luôn đi em. Dạ, dạ rất là ngon luôn. Đây rong biển này con này. Rong biển rất là ngon. Mình thử rong biển này. Uống thử rượu nho rồi anh đây. Bữa nó uống cho rượu mật xiêm hết chưa ta? Chưa. Cái này rượu nho uống là rất ngon nha. Cái rượu nho là uống tiêu hóa đau bụng đồ. Cái này táo hả chị? Táo. Còn cái này là uống mình mát. Mùa mùa đợt mình uống mát. Rượu nhá, mật này nè, mình mua cho mình bỏ tôi cũng đang ăn bán, còn cái này mình để ngồi. Không như em có Zalo hay gì các bạn nó nhắn riêng cho tỉ tỉ nè. Mày chết không? Chồng mày chồng máy trùng trú. Dữ dội gì vậy? Xài chỗ nào ạ? Anh ba đây ghế ngon nè anh nè. Thôi được, 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 được. Ghế nhiều nè. Đây. Thôi mình thử. Tự nhiên hái lại tính tiền đi chứ. Đấy. Ba hái ba bánh tiền. Bệnh đó. Ba. Mang vô. Mang vô chút rửa nhanh lên. Tiểu ý. Ba đi tiểu sợ lắm. Kêu em ra đổ không? Rồi. Đây. Còn mấy cây nữa bà? Đi rồi. Đi rồi em. Ba đi rồi. Đi rồi. Đi ai cắt à? Không biết. Sao không biết? Có sát rồi hồn nó không biết. Ừ, tự nhiên là nho cắt mà ăn nhâm nhâm chị kỳ á. Mấy anh ăn đâu trong đó? Thì đó. Để bỏ vô chưa? Rồi để đó chị. Đây nè. Mất nho hả? Có mình em ăn chắc năm. Không biết.
luôn năm. Con tập cũng chị đâu á. Ủa vậy? Ba có 1.000 dương là tư phải không? Cái này à, ý là cái này công chung luôn phải không? Đi, 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 đi hãng con. Rồi ai 6? À, chú 6 còn là Châu. Cắt chùm nhỏ cho con đụng ba. Cắt chùm nhỏ rồi đụng cái. Đụng cái yếu đó. Nè, có con cắt thêm chùm hay con? Chùm nào cũng coi chùm nào nhỏ nhỏ cắt chùm đi. 6 hả? Dạ con cắt ngon chùm ngon chùm nữa cho đủ 2 kg. Rồi con cắt bỏ vô đây tính tiền. Chùm chín nhiều nha Châu. Chùm nào cũng được. Ủa cái này là cái chai này hả? Ủa dạ đúng đó, cái chai đó hả? Anh vậy với tắt. Đường gì đường trong này có rồi mà. Dạ, đúng rồi, này được kìa. Rồi bỏ vô cái bịch của con, bịch dưới á. Rồi cái bịch nho nó nhiêu? À, cái nhiêu? Rồi cái chùm nho chứ đắp cắt chùm nữa chưa? Đắp bọc cắt rồi rồi. Rồi đủ rồi. Yếu chút quá. Không sao đâu, không sao đâu. Không biết. 50 đi. Rồi chai này nhiêu? 70. Ủa sao không điện thẳng giỡn đi. Tụi nó có uống không? Cái mặt 70 số. Cái đồ 60. Tụi nó uống thì tụi nó múc nha, tụi nó uống hả? Tụi nó múc. Đó mình cái gì mình mua hi mình uống cái đó là ngon lắm nha. Tại vì nhiêu bịch nhiêu hũ gì? Cái hũ đó 60 nha. Em có lấy thêm nữa không? Tụi nó ráng uống nó ăn đâu. Tụi nó múc ráng uống thôi chứ. Rồi à, lấy em chai này dưới 1 ký thôi. Dạ dạ. Cái gì? Thôi. Không có phá nữa coi, không quá câu gì. Mé ai? Mày lên tảng mé đi. Mé mé bà. Có bây giờ. Cho hai chứ xanh nhau à. Mấy đứa nó mua hai nào, hết hai nào cho hai đó. Rồi đi. Còn thì sao sạch. Có quỷ này, em ký đi. Cái này của anh Tâm 2 nha. Rồi. Dạ, em cảm ơn. Nè con. Em cũng muốn mua. Con. Lên đường về khách sạn tắm rửa ngủ nè. Em mua nhưng mà nhà có mình em ăn à. Ủa chứ anh Tổng đâu? Nó nhà nó em đi quen gì trời, nhà đi ở nó đi ta. Đó đó đúng rồi sao vậy? Dạ. Chín chín ngọt hả? Dạ, nó màu nó đỏ dân là nó ngọt. Còn như vậy thì nè. Thôi đừng quá. Ngọt này mà điều tí tầng sâu nè. Nó là 300, tôi 300 chục thôi. Ok, cho 300 đi. 300 với lại cái này 300 là 300 là 300 với lại cái này 120 là 420. 420 với lại 84 nữa em. 420 với 84 56. Rồi. Mà lấy của em bịch nho nữa. Tả tiền không có tiền trả. Bịch nho tả tiền rồi. Thì mua gì mua ủng hộ chị đi. Đây cái này là táo. Nho đây. Đại nho đó. Có đem về ngâm rượu không? Không. Ở nhà mình chưa có ngâm rượu này nha. Hầu đó không rồi mà. Đúng rồi. Xuống đi, xuống ba rửa. Đây, đây, đây. Nè, tụi tưởng bước luôn. Ê, từ, đứng dậy. Nè, tụi đi với ba này. Rồi, tụi rồi, úc kia, úc. Úc rồi. Đây. Bên đường, đường thẳng không đi? Đi rồi, ok. Đấy. Đây. Rồi. Nhảy. Ok, lên được. Lên, 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 lên
đưa cái nồi dễ cho bác. Còn chiếc vé vô tổ nào? Vô ồm luôn. Giờ ba ngồi đâu? Đâu, à, bà dùng nghe.